Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Miễn nhiệm và cho từ chức cán bộ yếu kém, vì sao khó thực hiện? Quý vị và các bạn thân mến, vì sao rất ít người đứng đầu hoặc thành viên ban lãnh đạo xin từ chức, cho dù để xảy ra vi phạm tại các đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền của họ? Ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua, một trong những nội dung của kế hoạch số 205/KH/UBND triển khai tới các cơ quan địa phương của thành phố Hà Nội là việc miễn nhiệm cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Bản kế hoạch này là sự cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và chương trình hành động của Chính phủ. Hiện nay, cơ sở chủ yếu để xem xét việc miễn nhiệm cho từ chức đối với cán bộ không đạt yêu cầu về uy tín xã hội, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn là quy định số 41/QĐ/TW ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2021. Mục đích cao nhất của chủ trương này là tinh gọn và thanh lọc đội ngũ cán bộ các cấp, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Qua theo dõi thông tin thời sự, có thể thấy thời gian gần đây, những trường hợp bị cách chức, miễn nhiệm hoặc thuyên chuyển vị trí công tác thường là cán bộ ở các cơ quan trung ương. Trong nhiều sự việc, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền, có phần nào đó áp lực từ dư luận xã hội đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện miễn nhiệm đối với cán bộ có vi phạm. Tuy nhiên, rất ít khi chúng ta thấy trường hợp cán bộ địa phương hoặc đơn vị cơ sở bị cho thôi việc do phẩm chất hay năng lực yếu kém. Ngoài ra, với cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngoại trừ những vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng, chúng ta cũng ít thấy những trường hợp bị miễn nhiệm bởi những biểu hiện lệch chuẩn trong thái độ, hành vi, tác phong và năng lực. Trường hợp cán bộ chủ động xin từ chức càng hiếm hoi hơn trên bình diện cả nước. Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực những năm gần đây của đảng và nhà nước đã có những bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, một điểm khiến dư luận vẫn quan tâm đó là tại sao rất ít người đứng đầu hoặc thành viên ban lãnh đạo xin từ chức, cho dù để xảy ra vi phạm tại các đơn vị địa phương thuộc thẩm quyền của họ. Trong số các nguyên nhân, có lẽ cần nhìn nhận đến yếu tố văn hóa. Mặc dù vẫn có một số trường hợp, nhưng từ chức không phải là một lựa chọn thường thấy trong lịch sử và văn hóa chính trị ở nước ta. Từ xa xưa, những người học hành, thi cử đỗ đạt thì được bổ nhiệm làm quan cho chính quyền phong kiến. Làm quan và phấn đấu thăng tiến trở thành sự nghiệp của mỗi cá nhân không chỉ bảo đảm lợi ích cho bản thân họ và gia đình mà còn có thể ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, truyền thống của dòng họ cũng như địa phương nơi họ sinh ra. Những trường hợp vi phạm bị chính quyền trừng phạt thường để lại hậu quả rất nặng nề về danh dự, uy tín, thậm chí cả tính mạng cá nhân và người thân. Bên cạnh đó, từ chức phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của cá nhân. Những người ý thức cao về danh dự, sự tự trọng, liêm sĩ, liêm chính công vụ thì sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận trách nhiệm và từ chức khi bản thân vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm nặng nề thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, với người khác thì từ chức có thể đồng nghĩa với chấm dứt sự nghiệp mà họ đã từng vất vả phấn đấu. Bởi thế dễ hiểu vì sao không nhiều người dám chủ động xin rời ghế. Trong nhiều trường hợp, đối với những quyết định được thông qua bởi tập thể thì khi xảy ra vi phạm sẽ không dễ để truy cứu trách nhiệm cá nhân, ngoại trừ những người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm. Theo tôi, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khó xử lý trách nhiệm của các thành viên ban lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu, nếu như họ không trực tiếp can dự vào vi phạm và không tự giác nhận trách nhiệm bằng hành động từ chức. Hệ thống cơ quan nhà nước vốn đề cao sự ổn định, ít biến động về nhân sự khiến các quan hệ cá nhân trở nên mật thiết theo thời gian. Thực tế này ở một xã hội Á Đông vẫn đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng hiện đại hóa, dẫn đến tình trạng cả nể, nể nang mỗi khi thực hiện nhận xét, đánh giá cá nhân cùng đơn vị. Kể cả khi cá nhân có vi phạm thì xu hướng vẫn là đóng cửa tự bảo nhau, tìm cách giảm hậu quả cho cá nhân và đơn vị, chứ không kiên quyết tiến hành kỷ luật hay cho miễn nhiệm. Với những trường hợp vi phạm phức tạp xảy ra khác biệt trong đánh giá, thì việc kỷ luật cá nhân cũng không đơn giản khi hình thức kỷ luật phải được biểu quyết tập thể. Quyết định kỷ luật chỉ có thể được ban hành nếu nhận được sự ủng hộ của đa số cán bộ tham gia hội nghị. Đây chính là quy định có thể bị lợi dụng để lẩn tránh trách nhiệm, dẫn đến bệnh hình thức, làm giảm hiệu quả của nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Để hoạt động có hiệu lực và hiệu quả thì hệ thống chính trị nói chung và hệ thống cơ quan công quyền nói riêng trước hết cần được tổ chức tinh gọn về bộ máy và chất lượng về năng lực nhân sự. Bởi thế, việc miễn nhiệm và cho từ chức đối với cán bộ không đạt yêu cầu cần được tiến hành thường xuyên, thực chất.
Tuy nhiên, với những nguyên nhân chủ yếu như nêu trên đây thì cần những quan điểm và giải pháp mới để có thể triển khai quyết liệt hơn chủ trương miễn nhiệm cho từ chức. Một trong những yếu tố then chốt để thực hiện tốt chủ trương là phải gia tăng tính khách quan cho quá trình thẩm tra, đánh giá phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi cá nhân và ban hành các quyết định miễn nhiệm, từ chức. Cũng có nghĩa các hội đồng và hội nghị xem xét việc miễn nhiệm cho từ chức không nên chỉ bao gồm cán bộ trong nội bộ mỗi đơn vị. Thay vào đó, cần đa dạng hóa thành viên tham gia các hội nghị để giảm thiểu sự chi phối của ý chí, tình cảm nể nang cá nhân. Chẳng hạn, hội đồng xem xét miễn nhiệm và cho từ chức với cán bộ một phường xã có thể bao gồm thành viên đến từ phường xã khác và cơ quan chức năng của quận huyện, thay vì chỉ gồm cán bộ tại phường xã đó. Vai trò ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tại đơn vị luôn rất quan trọng. Tuy nhiên, trong khi chưa thể giải quyết được tình trạng cả nể, nể nang của mỗi cá nhân, thì đánh giá đồng nghiệp cần sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của cơ quan cấp trên. Với những trường hợp không đạt yêu cầu mà đơn vị vẫn không miễn nhiệm hay cho từ chức, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của cơ quan công quyền, thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan cấp trên. Từ giọt nước mắt của giám đốc bệnh viện. Thưa quý vị, tôi dám khẳng định, hầu hết những người làm ngành y tế không phải vì eo hẹp tiền lương mà quyết định bỏ việc. Chắc chắn trong ngành y tế, ít ai nói rằng vì lương thấp mà tôi không muốn làm, vì lương thấp mà tôi cần thay đổi. Giọt nước mắt lan trên má giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Hoàng Thị Diễm Tuyết khi nhắc đến lương nhân viên y tế, gợi lên nhiều điều tâm tư của người làm ngành y hiện nay. Không chỉ là chuyện lương, thưởng, mà sâu xa là những câu chuyện xung quanh trong môi trường làm việc. Thật ra nếu nói chỉ đơn thuần câu chuyện lương dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức và nhân viên y tế nghỉ việc bất thường như trong thời gian qua sẽ không đầy đủ. Lâu nay điều kiện lương và thu nhập của nhiều nhân viên y tế khó khăn vẫn luôn được nói và ai cũng biết, nhưng đâu phải vì vậy người làm y tế bỏ nhiệm vụ, bỏ cuộc chiến chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tôi dám khẳng định hầu hết những người làm ngành y tế không phải chỉ vì eo hẹp tiền lương mà quyết định thôi việc. Chắc chắn ít ai đã chọn đứng trong ngành y tế mà lại nói rằng vì lương thấp nên tôi không muốn làm, vì lương thấp nên tôi cần thay đổi. Vì phải đặt câu hỏi tại sao đến lúc này số lượng cán bộ, nhân viên y tế nộp đơn xin nghỉ việc lại bất thường đến như vậy. Thu nhập vẫn như thế, nhưng khi dịch bệnh đến, họ phải cố gắng làm việc bằng 200-300% sức lực. Và trong khi chưa kịp phục hồi, đã phải quay lại trách nhiệm với nghề khiến người ta cảm thấy kiệt sức. Trên thực tế, tình trạng nhân viên y tế nghỉ hàng loạt xảy ra sau một khoảng thời gian. Họ bất chấp hiểm nguy của bản thân, hy sinh niềm vui cá nhân hay nén lại những đau thương của gia đình để cùng cả đất nước vượt qua đại dịch. Cộng thêm những khủng hoảng ngành y tế vừa đối mặt, họ lại được ví như những khối ung thư của xã hội. Họ sẽ được nhận những cái tát, thậm chí là những nhát dao của chính những người họ đang cố gắng để cứu chữa. Ai, cái gì sẽ bảo vệ cho họ? Tất cả cộng dồn lại đã khiến tâm lý của cán bộ, nhân viên y tế cảm thấy nặng nề, bất an, phẫn nộ và bắt đầu so sánh giữa môi trường công và tư. Từ suy nghĩ cho tới tâm tư, sau khi đại dịch tạm được kiểm soát, các cơ sở y tế công lập lại nhanh chóng quay sang thực hiện các chức năng nhiệm vụ thường quy khác. Nhưng kèm theo đó, họ phải làm đúng các quy định pháp luật. Áp lực xã hội vừa qua cũng dẫn đến những áp lực cho người làm ngành y tế. Làm gì là cống hiến, làm gì là trái luật. Do vậy, điều quan trọng anh em làm ngành y tế cần môi trường làm việc an toàn. Vấn đề hiện nay là tạo một hành lang pháp lý cho cán bộ y tế cảm nhận được sự công tâm, công bằng khi hành nghề. Xã hội và ngay chính những người trong ngành y sẽ không bao giờ dung thứ cho những tiêu cực dẫn đến sai phạm. Nhưng với những người không dính líu đến tiền bạc, tiêu cực, họ vẫn cần có niềm tin để tiếp tục có thể làm việc. Chứ còn lương và thu nhập, thời gian tới nếu tháo gỡ được những vướng mắc của việc tự chủ bệnh viện, có hành lang pháp lý cho bệnh viện công lập tự chủ đúng mức, đúng các quy định của tự chủ sẽ cải thiện được việc thu nhập của nhân viên y tế. Ai giỏi chắc chắn sẽ được ghi nhận và có được thu nhập chính đáng. Cải cách cơ chế, chính sách để người làm y tế có thu nhập xứng đáng là điều phải làm, nhưng cần nhìn nhận rõ bản chất của việc nhân viên y tế nộp đơn nghỉ việc để đưa ra giải pháp phù hợp. Chính sách cơ chế đó không dung túng cho cái sai, nhưng đảm bảo cho những bác sĩ, nhân viên y tế tâm huyết, sẵn sàng và tự tin cống hiến. Đừng để ngành được cả xã hội tôn vinh gặp khủng hoảng dài lâu. Bởi vậy, những giọt nước mắt lăn trên má giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Hoàng Thị Diễm Tuyết là nỗi niềm tâm tư của cả ngành y tế cần được khơi thông.